Xin hỏi ngươi là giả hồ đồ? Giả hồ đồ? Ngươi giỡn trò gì đây? Không phải là giỡn đâu. Tôi mang họ giả. Giả là cái giả, hồ là nước hồ, đồ là đồ biểu, có nghĩa là hồ có tranh quả. Lão già đó dựa vào cái sức của người thì có thể can thiệp vụ án này hay sao hả? Sao hả? Tướng hồ đồ xấu xí, ngươi không xứng. Hồ đồ lấy cái này cho các ngươi coi, vậy là xứng hay không? Diêm La lệnh bại. Đúng vậy, hồ đồ là kẻ đại diện cho dạng kiếm thuật lãnh diện Diêm La. Lãnh diện Kim La đã căn dặn, bả có người lập tức rút lui trung nguyên biêu cục. Vậy nếu các ngươi nghi ngờ, giết không tha. Được, chuyện này chúng tôi để tình dạng đại hiệp